Xin chào cô chú Vĩnh ơi. Bữa nay con đi đâu nè? Đi mua đồ sạch qua cho lớp 6. Con lớp 6? Con mua đồ sạch qua cho lớp 4. Vậy hả? Con thích không? Thích. Ờ, giờ mình đi ha. Giờ mình đi mua đồ supply. Cái đó cái gì vậy? Cầm tay cái gì vậy? Mask. Cái gì? Cái tờ giấy đó là gì vậy? Không người biết về cái gì mà mình đóng phim rồi à. Mình đóng phim. Đó, trời ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui vì mọi người đã đến với kênh của Hòa IV Cuộc Sống Mỹ. Mấy mẹ con mình đang đi mua đồ supply nè các bạn. School supply á, là những cái dụng cụ học tập cho chuẩn bị cho năm học mới á bạn. Các bạn đi chung với gia mấy mẹ con mình cho vui nha. Bao nhiêu cuốn trong cái list á, coi chừng mua lộn lớp nè, cái này cái danh sách nè, cần mua gì mua gì, tụi nhỏ nó tự kiếm nó vui lắm. Khu vực này là tập vỡ đâu
gái luôn. Kỳ này nó nhỏ xíu mà trái quá trời trái. Nè. Trái này cho thấy ăn rồi. Có mấy cái chị hái nè. Đây chị bạn chị tới nhà chơi chị hái nè. Ôi. Nó được rồi đó, nó chín rồi đó chị. Ngon ha. Dạ, cái cây này năm nay nó lên nhiều nè. Dạ. Cây này nó nhỏ quá lên được không? Nếu nó xuống. Đâu nếu xuống chị. Ui, ngon quá trời. Ừ. Chị mới chị bứt nhẹ nó là nó ra là có nghĩa ăn được rồi đó. Ui, chị có khi có cây táo hả chị? Cây táo thì bữa nào hái ăn. Chín rồi nó mới dễ. Chín rồi nó mới dễ ha. Hái cho bạn ăn đi. Em có ăn không? Em ăn ít lắm. Nó cho nó chồng đi chui rồi. Đã ha. Rồi để thứ năm này hái cho tiện tiện theo ăn. Mà cái kia nó bị ấy rồi, nó hư rồi. Nếu chị hái thì em giục đi. Cái nào? Đó ở trên. Đó trời. Cái trái mà nó hường hường á, cái trái mà nó hơi đỏ đỏ là nó ăn. Cứng lắm chị. Đỏ đỏ thấy không? Cái trái hồng hồng là đỏ đó. Không biết cái loại này ngon, cái loại dưới hồ bơi á. Cái loại cái cây bự á ăn ngon lắm. Ăn cái này đỏ đỏ này. Cái này lùng mà. Cái này nhỏ xíu à. Không biết cái ăn được rồi nè chị. Má nó cho chị ăn đi. Lá xe ngang qua thấy hả? Ôi thu hoạch ngon lắm á. Cây nhà lắm. Ừ cái trái nó trái thiết á. Hả? Chắc ăn được rồi á. Anh thử đi. Hái anh thử đi. Mới chiều mua sập nè. Sập nè. Cái trái này á chị biết không á. Cái phải bón cây bón phân. Chắc nhiều lắm đây. Lắm thì mua là giống như trồng để có bông ngắm thôi. Không thích ăn trái này. Bữa nào mua cái loại mà đào đô nết á. Ngon lắm. Cái loại này không có ngon. Cái loại trồng cho đẹp. Em bỏ hả? Bỏ hả? Có mấy cái bé trái nó hơi bị hư á. Dục. Dục đi để cho nó khỏi nó nặng cây quá. Bé trái này nè. Bỏ. Xong nó còn bị cái này không? Ừ, nó bị thiếu nước quá chị. Vậy là nó ở trong nó đâu có ăn được. Nó bị thiếu nước. Ừ, đừng ăn mấy trái. À, mấy cái trái nguyên nó đẹp quá nè chị. Đâu có nào đẹp. Mấy trái này nè. Ừ. Ngon nè. Ừ. Trái nó ngon á. Ồ, nó đi theo. Mấy cái này bị như bị ăn rồi thôi. Sao đâu? Xíu thôi. Giòn ngó. Ngọt không? Ngon chị. Ừ. Sao nó bị cái gì keo keo vậy? Hả? Cái keo bông hồng vậy? Có nghe cái táo đằng kia nữa kìa. Cái này, cái trái này chưa ăn được đâu. Ở cái trái này ăn được. Trái này ăn được. Đó, trái. Là được rồi, được rồi. Qua cái đó bự quá. Ừ. Hái đi. Nó đâu có được đâu, cao quá. Biếu xuống. Biếu cái cành xuống. Nhảy. Ồ là. Được không? Được thôi, em hái cho. Rồi em hái đi. Chị cao quá chị không hái được. Chị cao quá chị hái không được. Nè, dễ thôi nè.
Em hái một tay còn được nữa nè, một tay quay phim, một tay hái luôn, thấy không? Ủa chết bà, gãy luôn rồi. Gãy luôn rồi. Thôi gãy rồi. Bây giờ tôi xanh lắm. Sao đâu? Dục. Sao? Cái nào? Cái trái tuyết là ngọt lắm. Cái táo nè, cái táo năm nay có trái, thấy không? Cái táo á, à, này có trái rồi nè. Ừ, trái bơm, trái bơm mới chịu, trái táo không chịu. Đó, hôm nay nhà mình là lê táo này. Mấy bữa nay nguyên tuần để đi mua. Để em quay với cây nho. Trái nhiều lắm nè. Đây nó chín rồi nè các bạn ơi. Ngon. Wow. Ngon quá, chua chua ngọt ngọt. Rất là ngon luôn đây nữa nè. Nó núp ở trong này nè. Quá trời luôn. Nho ngon lắm chị ơi. Trời nó ngọt ngay luôn, nó chua chua ngọt ngọt chứ không phải là ngọt. Hả? Lấy đi. Lấy đi, lấy kéo cắt đi. Ừ thì bứt được thì bứt chù nè, đây nữa nè. Nó nút nè nè, nó nút nè. Ừ vô lấy kéo nó ái ăn đi. Giờ nó coi. Nó coi. Nó coi thu hoạch, nó coi. Nè coi nè, thu hoạch nè. Đảo quá à. Thôi ra lấy kéo hai nữa đi. Kéo rồi đi. Thằng kéo quá trời nho. Nó núp nè, nó núp lùm nè. Trời ơi, nó núp ở trong này nhiều lắm nè. Nó núp ở trong này quá trời. Nho. Quá trời nhiều luôn. Nước ở trong này nè, cả đống luôn nè. Ở ngoài không có thấy rõ, trong này nhiều lắm. Chua cho nó cắt thôi chứ gì nè. Ui, gì vậy? Cái gì á, cái gì? Chụp đây. Cái này à, chùm này cũng được nè, mà nó làm sao? Nó cũng có bự, nó nhỏ xíu à. Ừ, nó nhỏ. Nho này nhỏ. Chưa chín đó chị ơi. Nó còn nữa mà. Trời ơi, ngon quá ha. Ngon quá. Đẹp ha. Nó đẹp thôi. Đó, cây nho. Tí hái tiếp. Cái con mèo này nó thấy mình hái lê nè. Nè, nè, nó trèo nè. Khủng chưa? Cái lê này nó ngon lắm. Năm nay trái nó hơi nhỏ thôi mà nó rất là ngon. Ừ. Cắn mà ngon, mềm lắm. Ừ. Đi ra. Cái con mèo nhà mình nó chạy cuốn lên cái cây, nó hái dùm cả. Nó rung. Năm ngoái ai hỏi á, như chị xã em á, ổng đứng ở dưới ông rung cây, ổng rung là rụng á chị, đâu cần hái. Chị muốn hái ông rung xuống là rụng là rụng thôi. Ừ, rung về rửa thôi. Trời ơi, cái cây này là tuyệt vời luôn đó. Năm nay nó không có thiếu nước là chị thấy không chị?
Rung cây này rung. À rung cái cành là nó rụng à. Hái lê kiểu mới rung chứ sao hái nổi. Tại cái trái này mình rụng đụng nhẹ đó là nó rớt ra hà. Em nghĩ bạn chị sẽ thích ăn cái trái này hơn cái trái kia. Nhưng mà mới mưa xuống nó hơi lạc. Nó hơi lạc. Cái đó không được đâu, cái đó cứng lắm, bảo đảm luôn. Chị hái cái trái nào mà cái da nó hơi bóng á. Thấy đâu nó không có được cao à. Cao nó bự được à. Rồi cái cây nó là cái trái nó láng vậy nè, nó chín nè, nó ok nè. Cái trái nó phải láng vậy. Còn cái trái mà nó sần sần chị cắn nó gãy răng á. Nhiều lắm luôn á. Nhưng mà năm nay trái hơi nhỏ. Leo lên rung này nè. Ừ đó, mình đi cho bóng bóng đó đó. Đó, hai trái luôn đó. Nhẹ rồi nó ra phải không? Đúng rồi. Nó hơi nhỏ thôi nhưng mà ăn nó ngon lắm. Nó nhỏ mà nó có vỏ. Ok. Ừ, cảm ơn Kim với Chi. Rồi, enjoy. Về, bye bye. Chế bồn này cần phải cắt vô nè. Nó dài rồi. Cắt vô bữa nay là nó sẽ già. Đây. Cái bầu này không cắt vô là sẽ già, ăn không có được. À, còn nhiều trái. Nhỏ nhỏ thì chỉ vài ngày nữa là nó bự rồi. Like kênh của mình để không bỏ lỡ những video.